Nước Pháp có Marianne, một phụ nữ rất đẹp để làm biểu tượng. Nước Thổ có biểu tượng là con trăng lưỡi liềm và ngôi sao, biểu hiệu cho đạo Hồi giáo. Một số nước cộng sản thì lấy ngôi sao đỏ hoặc vàng hay cặp búa liềm để làm biểu tượng. Phần đông các nước còn lại lấy con thú làm biểu tượng cho dân tộc của họ. Biểu tượng tạm gọi là quốc thú của phần lớn các nước là con chim đại bàng. Hoa Kỳ lấy con chim ưng trắng làm biểu tượng. Đức lấy con chim ưng đen ba lan chim ưng trắng rumani chim ưng vàng ít hơn chim đại bàng là sư tử phần nhiều các nước có nền quân chủ lập hiến có sư tử làm biểu tượng vương quốc anh vương quốc bỉ lấy con sư tử làm biểu tượng điểm chung của chim ưng và sư tử là chú tể của muôn thú con chim ưng là chúa tể các loài chim chú tể không gian con sư tử là chú tể các loài thú chú tể sơn lâm việt nam có truyền thống con rồng cháu tiên biểu tượng của dân tộc việt nam là con rồng dân tàu cũng lấy con rồng làm biểu tượng nhưng rồng của trung quốc khác rồng của việt nam rồng việt nam là rồng nước màu xanh là đông hải thần long tức là rồng thần biển đông rồng của trung quốc là rồng lửa có màu đỏ tức xích long rồng ta rồng xanh phun nước rồng trung quốc màu đỏ phun lửa nước chế lửa chưa đánh đã biết rồng nào thắng rồng là thú linh đứng đầu bốn loài thú long lân quy Phụng. Rồng Việt Nam là chúa tể các loài thú trên biển, so với chim ưng, sư tử, biểu tượng của Hoa Kỳ, Anh và nhiều nước khác. Chim ưng chúa tể không trung, sư tử chúa tể sơn lâm. Rồng của Việt Nam cũng oai phong lẫm liệt không kém, chúa tể muôn loài dưới biển. Nhưng quan sát hiện tượng thánh hóa con rùa sống trong hồ Gươm mà mọi người gọi là cụ rùa, tôi hết sức lo ngại nếu linh vật biểu tượng cho Việt Nam là con rùa đen. Những con thú linh biểu tượng của những dân tộc kia là những con thú kiêu dũng. Chỉ một tiếng thét của nó cũng đủ làm muôn loài khiếp đảm. Đó là những con thú không cần phải săn mồi mà muôn thú phải tới nộp mạng cho nó. Cái oai dũng của nó được người ta tôn vinh là chú tể muôn loài. Khi người ta lấy những con vật này làm biểu tượng cho nòi giống thì người ta mong muốn rằng nòi giống này cũng oai dũng như vậy. Con rùa ở Hồ Gươm thực ra người Việt Nam không gọi nó là rùa, mà là loài giải, cua đinh hay ba chấm. Thủy quái này không tự mình đi săn mồi mà đi ăn xác của những con vật đã chết. Đây là một loài động vật hạ tiện, thuộc loại cha rót nát ăn xác chết như con kinh kênh, con quạ hay một loại chó hoang dã. Dân tộc Việt Nam được nhiều nhà nghiên cứu trên thế giới công nhận là một giống dân có tính rất siêng năng và bản chất kiêu hùng. Dân tộc này đã dựng được nước bằng những anh hùng sống trên lưng ngựa, trên đầu voi. Lẽ nào con thú biển hiện cho dân tộc này lại là một loài thú thời cơ chủ nghĩa? lười biến không biết săn mồi, là một loại ăn xác chết. Ai đã đem con thủy quái này thả vào hồ gươm để rồi nhiều người gọi nó là cụ, là rùa lê lợi, sau đó phát động phong trào tôn thờ rùa. Nay mai con rùa này sẽ được phong thánh mà thôi, và không bao lâu sẽ lên làm biểu tượng của dân tộc. Từ nay sẽ không còn câu con rồng cháu tiên mà là con rùa cháu tiên, không còn nói giống tiên rồng mà là tiên rùa. Đã từng nói về ba tấc sen vàng, phụ nữ Việt Nam hay ra các ao sen chụp hình khoe dáng. Phần lớn mệnh phụ phu nhân bận áo dài có theo đóa hoa sen tổ bố trước ngực. Bên tàu họ ví nụ hoa sen là bàn chân người phụ nữ. Ngày xưa bên tàu có lệ bó chân. Bàn chân người phụ nữ, lúc khoảng 6 đến 8 tuổi đã phải bị bẻ xương và bó lại, sao cho bàn chân có hình như bớt hoa sen chưa nở. Đây là một cực hình vô cùng đau đớn. Khi lớn lên, người phụ nữ bị bó chân có bước đi lúng chúng. Người Hoa gọi bằng chân đó là tam thốn kim liên, ba tấc sen vàng. Điều đáng nói, ba tấc sen vàng cũng được dùng để chỉ cái âm hộ của người phụ nữ. Lãnh đạo Việt Nam thật khéo chọn. Hoa sen, tuy không trống không kèn, đã trở thành quốc hoa. Ngày xưa thời thằng Diệm, thằng Thiệu, biểu tượng về hoa của Việt Nam, hoặc là nhánh hoa mai, hoặc là bó lúa đang trổ bông. Nên biết, sau 1954 Việt Nam Cộng hòa lập quốc là nhờ công lao to lớn của hàng triệu bàn tay và khối óc của lớp tinh hoa di cư từ miền Bắc. Không có lớp tinh hoa này, Việt Nam Cộng hòa khó có thể xây dựng được một nền văn minh rực rỡ mà sau một phần hai thế kỷ mỗi lần nhắc lại là mỗi lần chật lưỡi than thầm. Hàng hà sa số các tác phẩm văn học cũng như một nền giáo dục ưu việt là bằng chứng mà suốt lịch sử Việt Nam hình như chưa thấy thời nào ưu việt hơn. Sau 1975 Bên thắng trận áp đặt đủ thứ lên dân tộc Việt Nam. Về ngôn từ, những từ mới hay những từ phiên dịch ta thấy vô cùng bất cập, vì thiếu chính xác, thiếu hoa mỹ, thiếu đồng nhất, nói chung là không thể so sánh với nghệ thuật phiên dịch của các nghệ nhân thời trước 75. Sen, rùa, ngôn ngữ chuyển dịch chỉ là phần nổi tảng băng. Có thể lâu ngày bị áp đặt, tất cả trở thành thói quen, nhưng thói quen không hề thể hiện cho cái đúng, cái đẹp.